Chiều qua, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình tặng sữa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Chương trình trao tặng sữa cho 70 cụ tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ và 27 gia đình người cao tuổi khó khăn thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy. Mỗi suất sữa trị giá gần 1 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tặng sữa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ với tổng kinh phí trên 149 triệu đồng.